Xin chúc mừng sinh nhật tất cả mọi người. Happy, happy, happy birthday. Một ngày tươi vui đến với em tuyệt vời. Xin trân trọng chào đón tất cả quý vị và các bạn đã đến với chương trình chúc mừng sinh nhật của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Việt Ba Media thực hiện với sự tài trợ của Vinaphone. Happy, happy, happy birthday. Quý Linh xin trân trọng chúc cho những ai có sinh nhật trong tuần này một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Và giờ đây chúng ta sẽ gặp gỡ ba thí sinh. Ba thí sinh sẽ giới thiệu về mình. Xin mời quý vị hướng về màn hình. Thí sinh đầu tiên. 19, em thật xinh xắn. Sinh nhật buồn thắp nến mình em. Đời vui hơn khi làm cô giáo. Xung quanh mình có đám trẻ thân yêu. Xin chúc mừng sinh nhật Tuyết Loan. Thí sinh thứ hai. Con ngoan con hát tặng thầy, làm duyên cưỡi ngựa như giày mới oai. Mừng xuân cùng với hoa mai, tân xuân kính chúc bà con phát tài. Mừng sinh nhật Minh Phương. Thí sinh thứ ba. Mới một tuổi, tôi nằm suy đoán tương lai mình là gã điệp viên. Ngờ đâu duyên số rẽ ngang là chàng nhạc sĩ tài hoa quá trời. Chúc mừng sinh nhật Mỹ Luân. Chúng ta vừa nghe ba thí sinh giới thiệu rất dễ thương và rất ngộ nghĩnh. Giờ đây chúng ta sẽ gặp họ và giao lưu với họ. Xin mời quý vị. Xin chào chị Tuyết Loan. Dạ, chào anh Quyền Linh. Chị hiện nay đang là giáo viên. Dạ. Giáo viên ở đâu ạ? Dạ, giáo viên trường mầm non Sơn Ca, thị trấn Nhà Bè. Chị có thuộc nhiều bài hát của... Dạ, rất là nhiều. Rất nhiều. Dạ. Chị có biết múa không? Dạ biết. Hôm nay chị có thể múa tặng một bài. Dạ được ạ. Vậy thì xin mời chị, còn chân chờ gì dạ. nữa. Cái bài một con vịt. Một con vịt. À. Bài ta hát một con vịt. Một con vịt xòe ra hai cây cánh. Nó kêu rằng cáp 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 cáp. Gặp hồ nước nó bị bà bị bơm. Cáp cáp. Lúc lên bờ vẫy cây cánh cho cô. Cảm ơn chị Loan rất nhiều. Hôm nay chị đến phim trường với ai? Dạ đến tới với giáo viên và gia đình. Gia đình và giáo viên, đồng nghiệp của chị. Đây. Chúc chị may mắn trong ngày hôm nay. Dạ cảm ơn. 50 triệu đang chờ chị. Vâng, em cũng mong rằng em lấy 50 triệu. Xin chào bạn Minh Phương. Dạ chào anh. Hôm nay có vẻ bạn là người nhỏ tuổi nhất trong đây đúng không ạ? Dạ. Theo bạn thì cơ hội của bạn có bao nhiêu phần trăm? Dạ, em thấy nhỏ nhưng mà có vỏ là được rồi. Nhỏ nhưng có vỏ. Dạ. Trong cuộc sống bạn thích nhất điều gì? Em thích nhất là sự chân thật. Trong đơn xin tham gia chương trình bạn có viết là bạn thích ăn bún bò. Dạ. Bún bò ngon dữ lắm ha. Dạ, rất rất là ngon ạ. Dạ. Trước khi hôm nay đến đây bạn có ăn bún bò không? Dạ có. Có hả? Bún bò đem lại may mắn chúng ta đúng không? Dạ. Xong thì nếu như có 50 triệu bạn có đi ăn bún bò nữa không? Dạ có, em sẽ dẫn hết nhà ngoại em đi ăn bún trời bò ơi, luôn. Trời ơi, vẫn có nhà ngoại à? Nhà nội nữa. Nhà nội được, còn nhà nào nữa? Dạ bạn bè luôn. Nhà anh Linh. Anh Linh em không dẫn. Không dẫn hả? Bạn có yêu âm nhạc không? Dạ có. Bạn thích nhất là ca sĩ nào? Dạ em thích nhất là Sĩ Luân ạ. Sĩ Luân. Cảm ơn bạn rất nhiều và chúc bạn thật nhiều may mắn trong ngày hôm nay. Dạ, giá trị giải thưởng 50 triệu đang chờ bạn. Dạ, cảm ơn anh. Xin chào chàng trai trẻ, đẹp trai, dễ thương, nổi tiếng Sĩ Luân. Xin chào anh Nguyễn Linh và các bạn khán giả thân mến. Có lẽ hôm nay là tôi sẽ phỏng vấn Sĩ Luân rất nhiều. Bởi vì khán giả đang rất cần nghe những gì và bạn tâm sự. Bài hát đầu tiên bạn sáng tác là bài gì? Bài hát đầu tiên luôn viết là bài Tuổi Hồng, một bài hát mang đến cái niềm vui cho trẻ em những cái lứa tuổi còn rất là nhỏ chưa có vào đời già như em với anh Linh đây. Có một khán giả rất hâm mộ bạn trước khi tôi đến đây, thì khán giả người đó tên là anh Hưng, anh nói là yêu cầu anh Sĩ Luân hát một bài đó, bài mà đầu tiên anh Sĩ Luân sáng tác. Có lẽ xin hát bài hát này tặng cho cái sự nhí nhảnh và hồn nhiên của anh Hưng. Hưng đã yêu cầu mình hát sớm vậy. Bài hát được mang tên Tuổi Hồng thì Luân xin phép được hát cái điệp khúc thôi, tại vì hát nguyên bài thì nhí nhảnh quá. Xin mời bạn.
cùng nhau vui cá lên thêm cho nhịp sống này, đừng mừng khắp trời để còn mãi nụ cười xinh và sẽ hát mãi cho đẹp với đời. Tôi hồng sáng ngời niềm vui mãi chan hòa khắp nơi. Cảm ơn bạn rất nhiều. Và hôm nay bạn đến phim trường với ai? À, mình đến với những người bạn trong fan club rất là dễ thương đang ngồi bên kia. Bên kia. Chúc bạn siêu lưng thật nhiều may mắn. Giá trị 50 triệu đồng đang chờ bạn. Kính thưa quý vị, như vậy là chúng ta vừa giao lưu với ba thí sinh và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm giá trị giải thưởng 50 triệu đồng trong chương trình. Chúc mừng sinh nhật. Happy, happy, happy birthday. Một ngày tươi vui đến với em tuyệt vời. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với vòng 1 của chương trình Chúc mừng sinh nhật. Ở vòng 1 này thì ba thí sinh làm một việc rất đơn giản là trả lời câu hỏi. Câu hỏi đó là gì? Là đoán tuổi của các vị khách mời của chúng tôi. Và đầu tiên thì chương trình sẽ tặng cho mỗi thí sinh, mỗi người âm 5 điểm. Ai sẽ là người đoán chính xác đây? Chúng ta chờ xem nhé. Câu hỏi đầu tiên bắt đầu. Đầu tiên Quỳnh Thanh Tuyền xin gửi lời chào đến chương trình Chúc mừng sinh nhật và các khán giả đang theo dõi chương trình. Hôm nay Tuyền rất là vui vì được tham gia chương trình và Tuyền có một câu hỏi nhỏ dành cho các bạn. Đố các bạn năm nay Quỳnh Thanh Tuyền bao nhiêu tuổi? Người mẫu Quỳnh Thanh Tuyền, người mẫu độc quyền của công ty BL. Tài đoán xem rất quen thuộc chúng ta, thường xuất hiện trên màn hình cũng như là trên các sân khấu thời trang. Quỳnh Thanh Tuyền bao nhiêu tuổi ạ? Còn rất trẻ. 25. 26. Chúng ta đưa tay lên bao nhiêu ạ? 24, 25, 26. Ở bên kia bao nhiêu? 22, còn kia nhiêu? 27. Chắc chắn là bà thí sinh ta đã nghe rồi. Bây giờ thì xin mời chị Tuyết Loan. 21. Bạn Minh Phương 24. Chị Lương 21. Bạn có thấy gặp Quỳnh Thanh Tuyền ngoài đời chưa? Đã gặp mấy lần rồi. Mấy lần? Nhưng mà nhưng mà hôm nay thấy đánh mặt quá cho nên có thể là không có đoán ra được. À, thầy hôm trước gặp có hỏi tuổi không? Không có hỏi. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe xem người mẫu Quỳnh Thanh Tuyền bao nhiêu tuổi. Năm nay Tuyền 21 tuổi rồi. Chương trình thành công, hẹn gặp lại các bạn nha. Yeah, yeah, yeah. Cái này là... Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu với câu hỏi thứ hai. Xin mời. Xin chào quý vị khán giả. Đây là album mới nhất của Đình Nguyên mang tên Đưa Em Lên Đồi Cao. Hôm nay được tham gia chương trình Chúc mừng sinh nhật thật là vui. Và cũng nhân đây xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị để dành thời gian quan tâm và theo dõi Đình Nguyên trong suốt thời gian vừa rồi. Đình Nguyên có một câu hỏi nhỏ dành cho quý vị. Quý vị thử đoán xem năm nay Đình Nguyên được bao nhiêu tuổi? Ca sĩ Đình Nguyên đoạt giải nhì trong cuộc thi tiếng hát truyền hình năm 2003. Anh có sở hữu một giọng hát rất trầm và anh hát nhạc Trịnh Công Sơn rất hay. Bây giờ thì xin mời khán giả đưa ra con số dự đoán. Bao nhiêu ạ? 28. Bên đây bao nhiêu? 22. Bên kia? Chúng ta nói to lên. 30. 31. 28. 28. Rồi, chị Tuyết Loan, bạn Minh Phương. Bao nhiêu? Dạ. Xin mời bạn. 26. Tuyết Loan 28. Thị Lương 28. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nghe Đình Nguyên nói về tuổi của mình. Đây là album mà Đình Nguyên được ra mắt nhân dịp sinh nhật lần thứ 27 của Đình Nguyên vào năm ngoái. Như vậy thì năm nay chắc các bạn đã biết được Đình Nguyên bao nhiêu tuổi. Yeah. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng của vòng 1 để xem giữa Sĩ Lưng và chị Tuyết Loan cuộc tranh tài quyết liệt ai sẽ người chiến thắng đây. Câu hỏi thứ 3 sẽ được bắt đầu. Xin chào chương trình Chúc mừng sinh nhật. Xin chào quý vị khán giả. Mình tên là Ngọc Bích. Hôm nay mình có một câu hỏi nhỏ gửi tới các bạn. Đố các bạn năm nay mình bao nhiêu tuổi? Nguyễn Ngọc Bích đã đoạt Á hậu 2 trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2004. Thì năm 2004 Á hậu 2 năm nay sẽ là bao nhiêu tuổi? Năm nay 2008 rồi các bạn. Mấy? 25, 27, 30. Chúng ta bấm xong chúng ta cũng có quyền thay đổi làm sao hết. Bây giờ cứ bấm. Nhiều.
23, 24, 26. Và bây giờ, xin mời. Rất vui được gặp lại các bạn. Xem nào, có bạn nào đón trúng tuổi của mình không nhỉ? Tuổi của mình là 22 tuổi. Trời ơi. 22. Không sao, mới là một thôi, chưa có gì hết. Và chúng ta cùng nhau chúc mừng cho người có số điểm âm cao nhất là người chiến thắng vòng 1, đó là ca sĩ nhạc sĩ Sĩ Luân. Happy, happy, happy birthday. Một ngày tươi vui đến với em tuyệt vời. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với vòng 2 của chương trình chúc mừng sinh nhật. Ở vòng 2 này thì nếu như thí sinh đoán chính xác của tụi khách mời chúng ta, thí sinh sẽ nhận được số điểm là âm 10 điểm. Câu hỏi đầu tiên ở vòng 2 bắt đầu. Happy birthday to you. Xin chào chương trình chúc mừng sinh nhật. Mình tên là Thanh Phương, thành viên của nhóm Nhật Nguyệt. Hơn nhóm Nhật Nguyệt rất vui khi được gặp gỡ giao lưu với quý vị khán giả của chương trình chúc mừng sinh nhật. Cùng mình tên là Ngọc Thúy, xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ cho Nhật Nguyệt trong thời gian qua. Tiếp theo mình là Nhi, xin chúc mừng sinh nhật cho tất cả các bạn đã tham gia trong chương trình ngày hôm nay. Còn cuối cùng là mình Minh Thảo, xin chào tất cả các bạn. Nhóm Nhật Nguyệt xin có một câu hỏi nho nhỏ dành tặng cho tất cả quý vị khán giả tham gia chương trình chúc mừng sinh nhật. Xin hỏi tất cả quý vị là tổng số tuổi của thành viên, tất cả các thành viên trong nhóm Nhật Nguyệt là bao nhiêu tuổi? Nhóm Nhật Nguyệt, những cô gái năng động, tinh và trẻ trung của chúng ta. Và các bạn có một phong cách rất sôi nổi đang được tôi tin rất yêu mến. Bốn cô gái còn rất rất trẻ, chúng ta hãy đoán xem nhóm Nhật Nguyệt bao nhiêu tuổi. Xin mời quý vị. Bao nhiêu ạ? 85. Bao nhiêu? Chúng ta đưa tay lên. 90. 70. Ba cô gái này mỗi cô khoảng 19-20. Và bây giờ xin mời Sĩ Linh. 107. Chị Loan. 86. 86. Chị Luân thay đổi. 103. Minh Phương thay đổi. 82. Chị Loan không thay đổi. Giờ đây thì sự căng thẳng đã đến tột đỉnh của nó. Đáp án chính xác, xin mời quý vị. Tổng số tuổi của nhóm Nhật Việt là 89 tuổi. Em gần chính xác. Câu hỏi cuối cùng của vòng 2 bắt đầu. Hai, Yến Trang, Yến Nhi, xin chào chương trình chúc mừng sinh nhật. Đến với chương trình, Yến Trang và Yến Nhi xin chúc các bạn thí sinh có được nhiều sức khỏe. Và bây giờ sẽ là câu hỏi cho tất cả các bạn. Các bạn thử đoán tổng số tuổi của Trang và Nhi là bao nhiêu tuổi? Yến Nhi và Yến Trang, hai chị em, hai người cũng rất quen thuộc chúng ta. Xin mời quý vị, chúng ta đưa đoán xem hai chị em bao nhiêu à? 46, 42, 45. 47. Xin mời Sĩ Luân. 44. 42. Thị Tiết Loan. Nguy hiểm quá. 45. Đáp án bắt đầu. Và các bạn có biết Yến Trang và Yến Nhi bao nhiêu tuổi không nè? Yến Trang là 24, còn Nhi là 21. Và tổng số tuổi của hai chị em Yến Trang, Yến Nhi là 45. Giờ đây thì ba thí sinh, ai sẽ là người đến với vòng đặc biệt? Xin chúc mừng chị. Dạ, cảm ơn. Chị là người rất may mắn và chị đã đến với chúc mừng sinh nhật. Dạ, cảm ơn anh. Chúc mừng bạn, bạn cũng là người may mắn và bạn đã đến với chúc mừng sinh nhật. Dạ. Chúc bạn thật nhiều may mắn. Dạ. Và bạn sẽ nhận giá trị giải thưởng là bao nhiêu? Dạ, 2 triệu ạ. 2 triệu đồng. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình, bạn có muốn nói gì không ạ? Dạ, em rất là cảm ơn chương trình đã cho em có một cơ hội để được lên truyền hình nè. Lên truyền hình, rất nhiều bạn bè bạn nhìn thấy và biết đâu sau chương trình này bạn sẽ trở thành người nổi tiếng. Dạ, có thể như vậy. Xin chào bạn Sĩ Linh. Và bạn sẽ nhận giá trị giải thưởng là 3 triệu đồng với con số điểm rất đẹp là số 1 điểm. Mình xin được cảm ơn chương trình đã cho mình có cơ hội tới đây được chúc mừng sinh nhật tất cả mọi người. Và luôn hy vọng đây là một ngày thật đặc biệt bởi vì Luân đã được tham gia. Và xin chúc mừng ai có ngày sinh nhật ngày hôm nay. Và chúc cho tất cả chúng ta sẽ luôn luôn có ngày sinh nhật thật tuyệt vời. Cảm ơn bạn rất nhiều. Và như vậy là chị Tuyết Quang sẽ là người đến với vòng đặc biệt để cơ hội nhận giá trị giải thưởng là 50 triệu đồng. Tất cả chúng ta hãy cùng nhau chúc mừng cho sinh nhật cho tất cả những người có sinh nhật trong tuần này. Chúc mừng sinh nhật. Happy, happy, happy birthday. Một ngày tươi vui đến với em tuyệt vời.
giải thưởng sẽ còn 30 triệu. Và tăng thêm một thẻ nữa, giải thưởng còn 10 triệu. Tặng thêm một thẻ nữa, giải thưởng còn triệu. Không có chuyện nào hết. Mấy? 30 thôi. Đây là 50 nè. 30 thôi. 30 thôi, thêm một bảng nữa. Rồi, ba thẻ may mắn, chị đặt đi, xin mời chị. Số mấy nữa? Số 0. Như vậy là chị đặt vào ba ô số. Số 6, số 5 và số 0. Nếu như chị thấy là căng thẳng quá chị không quay, chị sẽ có cơ hội chọn 3 hộp quà. Hộp quà là 10 triệu, hộp quà là 1 triệu và hộp quà là 100 cái tay. Cũng có thể chọn hình thức đó. Quay. Và bây giờ vòng quay thứ 3 để đi tìm giá trị giải thưởng là 30 triệu đồng của chị Nguyễn Thị Tuyết Loan. Bắt đầu. Hai vòng thi trước chị không được may mắn lắm thì may mắn sẽ dừng lại vòng thi thứ ba này. Lần này thì chị quay có thể là hơi mạnh đúng không? Dạ. Hơi mạnh tay. Hơi mạnh tay chút xíu. À, rút kinh nghiệm hai lần quay trước. Dạ dạ. Đi. Hãy may mắn nào đây. Vô. Trời ơi, xuống bên kia. Hồi nãy mình để số không bên kia rồi, để số không bên đây. Rất tiếc là chị Nguyễn Thị Tuyết Loan đã không nhận được giá trị giải thưởng là 30 triệu đồng. Nhưng dù sao thì chị cũng đã có giải thưởng của chương trình là 3 triệu đồng cùng với phần quà. Cảm ơn chị rất nhiều và chúc chị thật nhiều may mắn. Dạ, chúc câu hỏi dành cho khán giả kỳ này là: đáp án dành cho câu hỏi tuần trước. Và sau đây là danh sách khán giả trúng thưởng. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa trải qua vòng đặc biệt rất hết sức là gay cấn và bây giờ ta sẽ trao quà cho ba người chơi ngoài phần thưởng ra, còn nhà tài trợ còn tặng cho mỗi thí sinh mỗi người một phần quà trị giá 300.000 đồng. Xin mời, chúc mừng các bạn. Kính thưa quý vị, chương trình chúc mừng sinh nhật của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Việt Ba Media thực hiện đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào. Happy birthday, một ngày tươi vui đến với em tuyệt vời.